Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mazda 3 này đấy ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Mazda 3 thì nó có phiên bản hatchback và những cái phiên bản sedan và phiên bản 1.5 và phiên bản 2.0. Hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn chiếc xe Mazda 3 này ở cái phiên bản sedan 1.5 quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu, và chiếc xe này mới lăn bánh có hơn 5 vạn km thôi. Với hơn 5 vạn km cho nên là chiếc xe này nó còn nguyên bản từ dàn lốp nhé, cả cái dàn lốp này là còn nguyên bản hết này, chưa có thay một cái lốp nào cả, lốp xưa cua còn mới tinh chứ hạ. Chiếc xe này là chủ xe là nữ sử dụng cho nên là chủ xe này cũng chưa có lắp thêm nhiều, chưa có độ thêm gì nhiều ạ. Ngoài cái việc là dán phim cách nhiệt này và auto lock, auto gương này, tức là bấm khóa, tức là khi cầm chìa khóa ra khỏi xe khoảng 2 mét thì bắt đầu là xe tự động khóa và gương tự động gập. Đấy là chủ xe lắp thêm có rất là ít thôi quý bạn nhé. Và thưa với quý vị bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản ạ. Tất cả còn nguyên bản và còn rất là mới quý bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán giá là 555 triệu đồng. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi là đã nhận được chiếc xe này rồi. Số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 sedan 2018 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Mazda 3 sedan 2018 đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ từ đầu này. Mời quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần động cơ của chiếc xe Mazda 3 Sedan 2018 đăng ký tên tư nhân để Hà Nội, một chủ từ đầu ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 555 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc trả trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mazda 3 Sedan 2018 phiên bản Facelift này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh, ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.